Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 12 giờ hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý vị, cần có biện pháp ngăn chặn hiệu quả các vụ lừa đảo và đánh cắp thông tin cá nhân trên mạng xã hội, có cơ chế đặc cách đặc thù để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ, tiếp tục tháo gỡ nút thắt để hỗ trợ nền kinh tế. Đây là những nhóm nội dung được các đại biểu cho ý kiến sáng nay khi thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Theo đại biểu, với sự gia tăng sử dụng các nền tảng mạng xã hội hiện nay, nhiều trường hợp bị lừa đảo đã xảy ra. Đặc biệt là quyền riêng tư của người dùng dễ bị xâm phạm thông tin cá nhân, dễ bị lạm dụng và mua bán công khai trên mạng xã hội. Số liệu thống kê cho thấy, năm 2023, Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới. Cổng Cảnh báo An toàn Thông tin Việt Nam đã ghi nhận khoảng 13.900 vụ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhận được gần 16.000 phản ánh về các trường hợp lừa đảo trên mạng. Tổng số tiền người dân bị lừa đảo qua mạng khoảng 8.000 đến 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi lần so với năm 2022. Trong đó, 91% liên quan đến giả mạo lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng tài chính. Các đại biểu cũng nêu ra một thực tế là nhu cầu của nền kinh tế còn yếu, vẫn còn phụ thuộc nhiều vào bên ngoài, chi đầu tư công còn chậm, cần nới lỏng thực chất chính sách tiền tệ, ngân hàng nhà nước nên có các gói tín dụng cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp ở một số ngành như nông nghiệp và thủy sản, du lịch, chế biến xuất khẩu, vân vân. Đề nghị nghiên cứu nới mức thu nhập chịu thuế nhằm tăng thu nhập khả dụng cho người chịu thuế, góp phần cải thiện chi tiêu, tiếp tục tháo gỡ nút thắt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Về chính sách tiền tệ, nới lỏng thực chất chính sách tiền tệ, ngân hàng nhà nước nên có các gói tín dụng cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp ở một số ngành mà chúng ta cần đẩy mạnh như nông nghiệp và thủy sản, du lịch, chế biến xuất khẩu. Để tiếp tục chuẩn bị tốt hơn nữa trong phòng tránh ứng phó thiên tai, ý kiến đại biểu đề nghị tiếp tục có các cơ chế đặc cách, đặc thù để bổ sung thêm nguồn lực, hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng, nhất là các địa phương miền núi. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho phép được áp dụng các cái trình tự thủ tục rút gọn để triển khai một số nguồn lực hỗ trợ đến với bà con để cho cái tấm lòng của Đảng, Nhà nước kịp thời đến với bà con. Bởi vì trong bối cảnh đặc biệt mà vẫn áp dụng quy trình thủ tục thông thường đối với một số nguồn lực thì sẽ rất khó triển khai. Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ cần có giải pháp nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chú trọng tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng, tập trung cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Có kế hoạch chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, định hướng tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường để giải quyết việc làm cho lao động. Đoàn công tác huyện ủy Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước do đồng chí Lê Trường Sơn, bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến giao lưu học tập kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, công tác chuyển đổi số tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Quốc Vũ, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận Bình Thủy. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã thông tin một số kết quả nổi bật đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tình hình phát triển kinh tế xã hội, tình hình thực hiện chuyển đổi số tại địa phương. Bên cạnh đó, các thành viên cũng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng văn kiện, lựa chọn thực hiện các nghị quyết chuyên đề, khâu đột phá của nhiệm kỳ, công tác rà soát, lựa chọn nhân sự, điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và các chi đảng bộ trực thuộc. Đặc biệt, lãnh đạo quận Bình Thủy còn thông tin với đoàn về cơ chế chính sách đặc thù của quận đang được thụ hưởng, các công trình dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố được đầu tư trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của quận nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung. Dịp này, đoàn công tác của huyện ủy Lộc Ninh cũng đến tham quan tìm hiểu thực tế tại Trung tâm Điều hành Thông minh quận Bình Thủy. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa đến kiểm tra hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024, phương hướng nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2025 tại quận Bình Thủy. Năm 2024, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã bám sát chỉ đạo của thành hội, nghị quyết quận ủy, chương trình kế hoạch công tác năm của hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện phong trào đạt và vượt 22 trên 22 chỉ tiêu năm. Trong đó, các hoạt động nổi bật gồm tổ chức chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10, tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số, 100% cơ sở hội tổ chức hoàn thành hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ,
phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng phòng ngừa tự bảo vệ thân thể cho trẻ em và tọa đàm tăng cường giáo dục và tính tự chủ của trẻ em gái tại phường Trà An. Phối hợp tổ chức truyền thông phòng chống mua bán người và diễn đàn phụ nữ với pháp luật năm 2024. Có trên 700 đại biểu tham dự, 100% cơ sở thành lập trang fanpage, Zalo giới thiệu hoạt động, phong trào hội, các hội thi online. 6 trên 8 phường ra mắt mô hình 1 cộng 1 và mô hình 3 có 3 biết. Bên cạnh đó, quận hội cùng cơ sở vận động trao tặng quà xây dựng sửa chữa 5 căn nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ, trẻ em mồ côi, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí trên 3 tỷ 500 triệu đồng. Hỗ trợ 3.183 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tổng dư nợ trên 154 tỷ đồng. Hỗ trợ 30 chị phụ nữ khởi nghiệp từ các hoạt động hỗ trợ để giúp 12 hộ là hội viên phụ nữ thoát nghèo. Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều dự họp góp ý quy hoạch tổng mặt bằng trụ sở làm việc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Tây Cần Thơ và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Đô. Theo quy hoạch đồ án quy hoạch tổng mặt bằng trụ sở Vietinbank chi nhánh Tây Cần Thơ thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chỉ tiêu phê duyệt tổng diện tích khu đất lập quy hoạch là hơn 1.358 m², mật độ xây dựng tối đa là 60%, tầng cao tối đa là 9 tầng. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan có sân đường nội bộ, bãi xe và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cây xanh, lối tiếp cận. Tổng số người được phục vụ khoảng 482 người. Đối với đồ án quy hoạch tổng mặt bằng trụ sở làm việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Đô tại số 5 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chỉ tiêu phê duyệt tổng diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng 2.491 m², mật độ xây dựng tối đa là 60%. Tỷ lệ đất cây xanh và sơn đường nội bộ so với toàn khu là 30%, tầng cao tối đa là 20 tầng, chiều cao công trình tối đa là 72,6m. Sau khi nghe đại diện đơn vị thiết kế trình bày phương án kiến trúc quy hoạch tổng mặt bằng trụ sở làm việc hai ngân hàng, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đề nghị, đơn vị tư vấn cần xác định với chủ đầu tư cụ thể về số tầng và thiết kế bãi đậu xe, đồng thời trong quá trình xây dựng cần tôn trọng ý kiến của người dân, cũng như đảm bảo các yếu tố an toàn về điện, giao thông theo quy định. Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai vừa tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đến năm 2030. Đồ án quy hoạch điều chỉnh quy hoạch thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đến năm 2030 được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt tại quyết định số 2313 ngày 22 tháng 10 năm 2024. Với tính chất là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật của huyện, là hạt nhân liên kết các khu trung tâm xã, các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại trong toàn huyện, giữa huyện với khu vực đô thị của thành phố Cần Thơ. Theo đó, đồ án quy hoạch chung thị trấn Thới Lai có phạm vi điều chỉnh quy hoạch toàn bộ phạm vi ranh giới hành chính thị trấn với diện tích trên 1.478 ha, quy mô dân số khoảng 50.000 dân, quy mô đất xây dựng đô thị khoảng 510 ha. Định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các quy định về không gian kiến trúc cảnh quan đô thị. Ông Nguyễn Giang Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cùng các phòng ban chuyên môn của huyện vừa đi kiểm tra tiến độ xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn xã Mỹ Khánh. Lãnh đạo huyện đã đến kiểm tra công trình nâng cấp cải tạo tuyến Mỹ Khánh - Bông Giang và nâng cấp mở rộng tuyến giao thông nông thôn từ cầu Rau Muôi đến giáp ranh ấp Mỹ Hòa. Cả hai công trình do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư. Công trình nâng cấp cải tạo tuyến Mỹ Khánh - Bông Giang có tổng diện tích đầu tư trên 21 tỷ đồng, gồm các hạng mục đường giao thông, dĩa hè, cống thoát nước, cổng chào. Trong đó, đường giao thông dài 1.658 m, rộng 7 m. Công trình được khởi công ngày 24 tháng 9 năm 2024, thời gian thi công là 300 ngày. Đến nay, công tác thi công đã đạt 12% tiến độ công trình. Công trình nâng cấp mở rộng tuyến giao thông nông thôn từ cầu Rau Muôi đến giáp ranh ấp Mỹ Hòa, có tổng diện tích xây dựng khoảng 11 tỷ đồng. Với tổng chiều dài 1.814 m, nâng cấp mở rộng mặt đường từ 2 m lên 3,5 m. Trên tuyến có 3 cầu bê tông cốt thép, tổng chiều dài 65 m. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 3 tháng 6 năm 2024. Đến nay, công tác thi công đã đạt 65% khối lượng công trình. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 12 năm 2024. Dịp này, lãnh đạo huyện cũng đến kiểm tra công tác giảm giá đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ xã Mỹ Khánh đến thị trấn Phong Điền. Với nhiều công trình việc làm ý nghĩa, cán bộ hội viên cựu chiến binh phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã tạo niềm tin và sức lan tỏa để nhân dân đồng thuận tham gia cùng chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp vì lợi ích cộng đồng. Một ngày cuối tuần,
Cán bộ, hội cựu chiến binh và người dân khu vực 5 phường An Thới cùng ra quân phát quang, vệ sinh tuyến đường dân sinh trên địa bàn. Đây là việc làm được duy trì thường xuyên, từng bước thay đổi thói quen, nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng văn minh đô thị. Tham gia thấy anh em mà tham gia theo, giữ gìn an ninh trật tự, rồi vệ sinh môi trường, sẽ duy trì hoài được tốt. Nghỉ hưu rồi, về nếu địa phương có nhu cầu thì mình cũng tham gia công tác ở địa phương, làm là cựu chiến binh, nào là công tác mình gì đó. Thì cái phong trào của địa phương mà mình thì bản thân mình cũng như là anh em là vận động anh em cũng tham gia để đóng góp cho xã hội, cho địa phương của mình ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo an sinh xã hội cũng được quan tâm thực hiện. Trong 5 năm qua, Hội Cựu Chiến binh phường An Thới đã phối hợp xây dựng mới 11 căn nhà và sửa chữa 24 căn nhà với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Hỗ trợ nhiều suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Điểm nhấn trong công tác hội là triển khai mô hình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đã tổ chức được hơn 50 buổi cho hơn 61.000 lượt thanh niên và học sinh. Trách nhiệm của hội viên là cái tâm có cái trách nhiệm, tâm phải sáng, trách nhiệm phải cao. Về địa phương chúng tôi xác định như thế. Có nhiều đồng chí già rồi, trên gần 80 hết, các đồng chí trưởng khu vực nên đều chịu khó lắm. Mà các đồng chí ở đời thường, các đồng chí phải xác định đây là địa phương của mình. Anh không có trách nhiệm với địa phương thì không hoàn thành được nhiệm vụ đâu. Bởi vì nó có những việc không có tên tuổi đâu cả mà mình phải làm. Đó, ví dụ như phải nhận như việc phải làm, phải chắc chắn và làm được thì chúng tôi mới dám làm. Thì đấy là cái kinh nghiệm chúng tôi, là có một cái kinh nghiệm thế này là cán bộ phải gương mẫu, cái kinh nghiệm quan trọng lắm. Đảng viên phải gương mẫu, cựu chiến binh gương mẫu, ba nội dung trên phải gương mẫu. Anh không gương mẫu không nói được dân, mà anh không chịu khó, không có tâm huyết thì không làm được. Hội Cựu Chiến binh Phường Thới có đông đảo lực lượng cán bộ hội viên, là các đồng chí cán bộ nghỉ hưu, đa số là ở trong quân đội, từng kinh qua nhiều vị trí công tác, lãnh đạo, quản lý. Do đó là khi về địa phương thì các đồng chí tích cực tham gia các phong trào địa phương, đặc biệt là tham gia công tác xã hội, từ tổ, từ quản đến là cán bộ hội đoàn thể ở phường, thì phát huy được cái vai trò của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình về nghỉ hưu, tích cực tham gia công tác địa phương, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần cho đảng bộ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ từng năm và cả nhiệm kỳ. Những công trình phần việc ý nghĩa thiết thực đã góp phần làm rạng rỡ thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội huyện giai đoạn 2024-2028. Tại buổi lễ, đại diện các tổ chức chính trị xã hội gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã tham gia ký kết và thống nhất quy chế phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện với nội dung tập trung quy định trách nhiệm, quyền hạn của các bên trong quá trình phối hợp công tác đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, phù hợp với quy định hiện hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi bên thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện cơ sở, đồng thời tham gia có hiệu quả các chương trình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh. Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn vừa họp triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội các khu vực văn hóa phường Giang Minh, quận Ô Môn năm 2024. Ngày hội các khu vực văn hóa phường Giang Minh, quận Ô Môn năm 2024 sẽ diễn ra ở cấp phường và cấp quận. Đối với các phường, thời gian tổ chức ngày hội từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11, giữa các phần thi như kết quả hoạt động của khu vực văn hóa, cảnh quan môi trường, nhà văn hóa, sân bãi hoạt động thể dục thể thao, ban vận động, đơn ca tài tử. Đối với cấp quận, sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12 năm 2024. Theo đó, mỗi phường sẽ chọn một khu vực tiêu biểu để dự thi cấp quận với các phần thi như ban vận động, đơn ca tài tử, thi các trò chơi dân gian và tổ chức thi tập trung tại Ủy ban Nhân dân phường Trường Lạc. Riêng phần thi cảnh quan môi trường, nhà văn hóa, sân bãi hoạt động thể dục thể thao, mỗi phường sẽ đăng ký dự thi 2 khu vực và chấm điểm tại khu vực.
Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cũng vừa triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện và cấp xã tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2025. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã hoàn thành trong tháng 4 năm 2025. Xã Nhân Nghĩa chọn làm điểm cấp huyện. Đại hội cấp huyện hoàn thành xong trong tháng 7 năm 2025 và được thành phố chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao điểm cấp huyện của thành phố. Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện tổ chức thi đấu từ 10 bộ môn thể thao trở lên, cấp xã thi đấu từ 7 môn trở lên, bao gồm các bộ môn như vô vi nam, điền kinh, bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, cờ tướng, diệt giả, đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố. Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp vào kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện năm 2025 như đối tượng, điều kiện vận động viên tham dự, kinh phí tổ chức đại hội ở xã, cấp huyện, công tác chuẩn bị tổ chức, vân vân. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thốt Nốt tổ chức truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 150 cán bộ, chị em hội viên phụ nữ và phụ nữ di cư hồi hương trên địa bàn quận. Tại buổi truyền thông, các chị em hội viên phụ nữ được lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cùng các chuyên gia y bác sĩ chia sẻ và giải đáp những thắc mắc có liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và được tư vấn các vấn đề có liên quan đến các biện pháp tránh thai an toàn. Việc sử dụng các loại thuốc uống, thực phẩm chức năng để tốt cho sức khỏe của phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố còn phối hợp tư vấn, trợ giúp pháp lý cho các chị em phụ nữ có chồng hoặc xuất khẩu lao động di cư hồi hương vượt qua khó khăn và tự tin tái hòa nhập cộng đồng. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên quận Ô Môn vừa bế giảng lớp tạo dáng và chăm sóc cây cảnh tại phường Phước Thới. Sau gần 2 tháng học tập, 31 học viên đã được trang bị những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về kỹ thuật chiết ghép, tạo dáng thế, kiểng bonsai, kỹ thuật xử lý nước tưới, đất trồng, chọn giống, kỹ thuật chăm sóc các loại cây cảnh. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp chứng chỉ nghề, trong đó 8 học viên đạt loại xuất sắc, 10 học viên đạt loại giỏi, khá, 7 học viên trung bình. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên quận Ô Môn đã mở được 3 lớp nghề, qua đó nhằm tạo điều kiện để người dân có thêm hướng đi mới, góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ vừa phối hợp cùng quận đoàn Ô Môn và phường Thới An tổ chức trao quà cho gia đình chính sách, thân nhân cán bộ chiến sĩ đang công tác tại biên giới hải đảo trên địa bàn. Theo đó, quận đoàn Ô Môn đã trao 20 phần quà, mỗi phần gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm trị giá 400.000 đồng đến gia đình chính sách, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo trên địa bàn phường Thới An. Đồng thời trao 1 tấn gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tổng kinh phí cho hoạt động là 26 triệu đồng do Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ tài trợ. Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Thạnh Lộc, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với công ty TCB Việt Nam khánh thành công trình không gian thể thao thanh niên tiếp năng lượng, bùng sức trẻ. Công trình không gian thể thao thanh niên tiếp năng lượng, bùng sức trẻ, sân bóng đá cỏ nhân tạo tại ấp Tân Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh được khởi công xây dựng từ đầu tháng 10 năm 2024 với diện tích thiết kế 924 m², tổng kinh phí thực hiện 192 triệu đồng cùng hơn 300 lượt ngày công lao động. Trong đó, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Thành đoàn Cần Thơ vận động công ty TCB Việt Nam hỗ trợ 150 triệu đồng, phần còn lại do địa phương vận động đối ứng. Công trình là hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Quý vị thân mến, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh và kế hoạch của Bộ Công an thực hiện tháng cao điểm ra quân đảm bảo an toàn giao thông trong trường học. Trong thời gian qua, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đồng thời hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh trên địa bàn huyện. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Vĩnh Thạnh phối hợp các ban ngành đoàn thể huyện, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức tổ chức tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, hướng dẫn lái xe an toàn, tổ chức hội thi bé với an toàn giao thông cấp học mầm non năm học 2024-2025, qua đó tặng 200 mũ bảo hiểm, 50 áo phao, phát 3.600 tờ rơi tuyên truyền, tổ chức cho giáo viên và học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.
Từ đây đến cuối năm 2024, ngành chức năng huyện tập trung tuyên truyền quy định mới của pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông, duy trì kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng học sinh điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đến mức thấp nhất. Công an quận Ô Môn vừa phối hợp cùng trường trung học cơ sở Châu Văn Liêm triển khai thực tập phương án chữa cháy tại trường học. Tình huống đám cháy giả định vào lúc 15 giờ ngày X tháng Y năm 2024. Vị trí đám cháy tại tầng 1 phòng thực hành sinh quá của trường trung học cơ sở Châu Văn Liêm. Nguyên nhân cháy ban đầu xác định là do sự cố quá tải hệ thống điện. Ngay khi phát hiện đám cháy, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã báo động cháy trong toàn trường, ngắt điện khu vực xảy ra cháy, đồng thời gọi đến đường dây nóng thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và công an phường Châu Văn Liêm. Cùng với đó, lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ để thực hiện công tác chữa cháy ban đầu. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đã phối hợp cùng đội chữa cháy cơ sở cứu 3 người bị kẹt trong đám cháy và di dời tài sản đến nơi an toàn. Kết thúc diễn tập, các đơn vị hiệp đồng phối hợp chặt chẽ theo kế hoạch, đảm bảo an toàn đúng quy định. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.